Hello, xin chào toàn thể quý khách hàng thân mến đã quay trở lại cùng với kênh YouTube của nhà em xe ba bánh anh Quân. Thì hiện tại bây giờ em đang có mặt tại xưởng sản xuất xe ba bánh anh Quân. Mọi hôm thì bên em review cho anh chị xem những chiếc ba bánh máy dầu gắn cấu nó hoàn thiện, nó đầy đủ hết những cái phụ kiện như là thùng. Hôm nay đặc biệt là em sẽ review cho anh chị những chiếc xe ba bánh gắn cấu bên em đang trong quá trình hoàn thiện để cho anh chị có thể biết thêm nhiều về cái khung sườn của nó cũng như là về những cái chi tiết mà bên em sản xuất ra nha. Quay sát đây là camera này. Về phần đầu thì con xe này nó vẫn sử dụng là phụt 60 ly, sử dụng là phụt độ giò gà, mỗi bên là 3 ti. Đó, vẫn như các phụt khác thôi. Đó, đều lắp kê hai con ốc này, mọi người thấy không? Đây, đều lắp kê bằng hai con ốc. Đặc biệt thì đây là bên em mới thiết kế ra một cái phần gia cố cái lốp trước của mình để không có bị lắc, không có bị nó không có cái độ rơ nha. Đó, rất là ok mọi người thấy không? Sắt rất là dày luôn. Đấy, khi mọi người thường thường hay sợ là sử dụng cái cột này nó lắc cổ hay là nó thế này kia. Đó, nhưng bây giờ bên em đã gia cố cho anh chị rồi. Đó, mai ơi thì đã đổ lại bằng sắt này, lốp kê bằng hai con ốc hết. Đó, mọi người thấy không? Rất là ok. Mai ơi thì đã độ là to hơn. Đó, mai ơi to hơn mà hôm luôn. Cốt là sử dụng cốt 30. Đó, cốt 30 mọi người thấy không? Cốt 30 nha. Rất là ok. Lốp kê bằng hai con ốc này. Lốp trước là sử dụng lốp lớn, lốp 500-12. Đó, lốp 500-12 này. Đây, cổ bi này là sử dụng cổ bi lớn, cổ bi 120. Bên em đã ốp miếng la này và ke góc cặp sắt để tăng cái độ bền bỉ hơn khi mà mình sử dụng. Đó, cái cổ bi này thì có tác dụng là khi mà mình sử dụng chạy ngoài đường thì mình điều khiển sẽ nhẹ hơn. Còn như cái phần này thì mọi người thấy không, bên đây là cái bộ bót lái vô lăng của bọn em. Đấy, đã hàn, mọi người thấy hàn rất là đẹp, rất là ok. Qua sang đây. Đấy, vô lăng thì rất là nhẹ. Vô lăng rất là nhẹ. Như mọi người thấy á, hiện tại cái vô lăng này, để ngồi đây cho mọi người xem. Hiện tại cái vô lăng này á, là bọn em đã thiết kế lại cho anh chị là ngồi không cần phải với như cái vô lăng cũ kia nữa, là mình chỉ cần ngồi như này thôi, mình quay này. Mọi người thấy không? Đó, rất là ok. Thì mọi người sợ là nó hay bị gãy hay là gì đấy thì bọn em đã bắt nó lên bắt cái cốt, mọi người thấy không? Rất là ok. Về động cơ, về động cơ là sử dụng máy dầu Kubota 3 máy hoặc 4 máy tùy mình chọn, nhưng chiếc này em ráp cho khách là 4 máy này. Đó, 4 máy Kubota. Bơm là sử dụng bơm lớn, bơm 21 lít. Đó, bình thường mọi người thường hay yêu thích xài cái bơm zin của nó, nhưng mà bên em đã chế lại cái bơm này 21 lít thì nó sẽ bơm nhanh hơn nhé. Vai là sử dụng vai đôi này, vai đôi uốn hộp 50, dày 3 ly. Đó, rất là dày nha mọi người. Và đây là cái miếng mà bảo vệ ép nước. Ép nước thì xài ép nước mới luôn. Về hộp số là sử dụng hộp số Porter đời 206 đời cao, tua rất là nhanh. Tí nó quay phần kia. Đây hộp mình vô số này. Mình vô số như ô tô á. Số 1 này. Đó. Số 3 này. Hoặc là cái số D. Đó, số D. Rất là ok. Phần này là bộ chia. Đó, chia ven này, chân sau của nó, hai chân đấy. Còn phần này là khi mà anh chị mình muốn sử dụng cẩu thì mình để như vậy. Nhưng khi mà mình muốn sử dụng ven thì bắt buộc mình phải sang như vậy nha. Đó. Mình phải lưu ý cái này vì nếu như mà mình xài cẩu mà mình để bằng ben thì nó rất là đấy. Đó, phần này thì gác cẩu rất là chắc chắn rồi này, lốp kê bằng hai con ốc. Về cần cẩu này là Mazda. Đó, mọi người thấy không? Mazda 2 tấn 6, Mazda 2 tấn 6 và cần của nó là 4 đốt, cần của nó là 4 đốt nha. Đó, Mazda 2 tấn 6, cần của nó là 4 đốt, bệ rất là to, bệ rất là to. Chân trước của nó này mọi người thấy không? Rất là to. Về khung sườn là sử dụng sườn hộp 3 ly đó, chập đôi, nhưng mà đặc biệt con xe này thì có kẹp sườn. Đó, kẹp sườn rất là dày mọi người thấy không? Kẹp sườn này trải dài xuống giữa đuôi khung luôn, rất là ok. Có sử dụng hộp số mạnh này, hộp số mạnh của máy dầu thì khi mà mình lên dốc hoặc mình chở hàng bạn mình âm côn mình dài từ số mạnh lên rất là nhẹ nhàng, rất là ok. Khả năng của ô tô, khả năng lớn. Sử dụng hai tay ben. Lốp là đi lốp đôi nha mọi người, lốp đôi em chưa có vô. Còn nhíp là sử dụng nhíp ABM. Nhíp ABM, nhíp của ô tô, nhíp công ty. Đó, nó có nhíp bấm mỡ này. Bấm mỡ. Còn về chân sau thì đây em sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem.
mọi người thấy bên trong em làm rất là thẩm mỹ và rất là chắc chắn đó, hàng chốt thì mình kéo ra đấy, mình kéo ra theo nước của mình hết cỡ luôn đó. Cái này thì mình cầm mình kéo ra kéo vô đó. Đằng sau mọi người thấy cho bên em nè, đó, chỗ nào cũng có gia cố hết đó, gia cố để tăng cái độ chắc chắn hơn khi mà mình sử dụng, về lâu về dài nó sẽ ok hơn. Đây, về phần túi chân của nó này, mọi người thấy không, về phần túi chân này đây, thấy cái máng làm chân thủy lực rất là ok luôn đó. Nói chung là bọn em sẽ cố gắng phát triển thật là nhiều để phát triển và cái dòng xe ba gác gắn cẩu này ngày một lên tầm mới để đem tới cho anh chị những cái sản phẩm, những cái mẫu mã xe chất lượng nhất tại cơ sở của em. Còn về chiếc này thì mọi người có thể xem qua, đây là cần cẩu Tarano 2 tấn đó, cần cẩu Tarano 2 tấn màu vàng, đây là cái bảng thông số của nó. Về cần cẩu thì bên em nhập là từ Nhật đó, công về lại bên em lấy luôn. Khi mà mình đặt mua thì mình là người đầu tiên tại Việt Nam sử dụng cần cẩu này. Khác biệt nữa là con xe này cổ bi của nó là cổ bi 100, cổ bi 100, còn con kia là cổ bi 120, mọi người thấy không, nó khác nhau hoàn toàn đó, khác nhau hoàn toàn, được gia cố là chắc chắn và rất là đẹp này đó, ốp ít đầy đủ hết, cũng xài vô lăng luôn đó, vô lăng cũng xài vô lăng đấy. Mọi người nhìn em này đó, khi mà em sử dụng này, mọi người thấy không đó, sử dụng thì cái này nó đưa ra đưa vô, nó có cái độ nhạy bén của nó này đó, rất là ok, rất là chắc chắn. Vẫn là sử dụng máy dầu Kubota 4 máy, nhưng con xe này á, nói chung là nó không có kẹp sườn như chiếc xe kia. Mình muốn đóng theo yêu cầu, mình muốn đóng kẹp sườn, mình muốn đóng như nào thì mình cứ báo với em sẽ báo giá chi tiết cho anh chị để mình có thể đặt mua được những cái mẫu xe ưng ý nhất đó. Nhìn bây giờ thì cho Caramel nó tách cẩu một tí đi, em phóng đốt ra cho em khách coi. Thì mọi người có nhu cầu mua xe các bánh, xe ba gác, xe hoa lâm, xe máy dầu, xe gắn cẩu thì hãy nhấc máy và alo đến cơ sở của em theo hotline là 0845 134 134, hoặc là kết nối Zalo 0845 134 134, thì em sẽ có nhân viên hỗ trợ và tư vấn cho mình để mình có thể mua được những cái mẫu mã xe ba bánh, xe ba gác hoặc là phù hợp công việc của mình cũng như là chất lượng nhất tại cơ sở của em nha. Bình thì xài bình lớn này, bình Đồng Nai, bình 50 mb, có độ cấp mát, thì cấp mát này khi nào mình không dùng nữa thì mình tắt đi, đấy là nó không bị chập điện này. Đi đường ống thì rất là thẩm mỹ và rất là ok. Bây giờ cho kỹ thuật nó phóng cần, cần này là cần Mazda 4 đốt, nên là em sẽ test sơ qua cho anh chị xem. Hẹn anh chị một ngày gần nhất để em ra một cái video hoàn thiện hai chiếc này nha. Mọi người đừng quên là bấm cho em một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái sản phẩm đi cho cơ thể em. Đó, mọi người thấy không, là máy rất là êm và ra cần rất là nhanh, cần rất là nhanh. Cần thì bấm rất là nhanh. Thường thường thì anh chị hay sợ là sử dụng cẩu quá cũ hay là cẩu quá qua tay quá nhiều người hoặc là cẩu không còn zin nên là mọi người sợ. Nhưng riêng nhà em là nhập cẩu từ Nhật đó, công nó vừa về là bên em đã ra lấy rồi chứ không có phải là đi mua của bãi này bãi kia. Cần Mazda 2.6 4 đốt, 1 đốt này, 2 đốt, 3 đốt và 4 đốt. Thì cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi những cái sản phẩm của kênh YouTube nhà em. Mọi người coi video của em thì đừng quên là bấm thông báo để khi mà bọn em đăng những cái sản phẩm mới lên ấy, thì mọi người sẽ là người được nhận thông báo của bên em để mình có thể xem tham khảo những cái sản phẩm của cơ sở nhà em nha. Bây giờ thì xin hẹn gặp lại anh chị ở những cái video sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.